Nhân mùa đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2568 dương lịch 2024, sư cô Thích Nữ Huệ Ngân, trụ trì chùa Bửu Liên, xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức khóa tu một ngày an lạc cho quý thiện nam tín nữ Phật tử tu học. Trước khi bước vào khóa tu, chư tôn đức ni cùng quý Phật tử đã tổ chức thả cá phóng sanh. Đây là hoạt động thể hiện lòng từ bi và tôn trọng sự sống của người con Phật. Việc cứu thả các sinh mạng tạo ra duyên lành, giúp nuôi dưỡng tâm yêu thương, mang lại sự bình an trong tâm hồn, tích lũy phước báo cho bản thân và con cháu đời sau. Từ đó giúp quý Phật tử tránh xa những nghiệp xấu ác, hướng tới một cuộc sống tươi đẹp hơn và tìm thấy được sự an lạc nơi tự thân. Sau đó, chư ni cùng quý Phật tử trở vào bên trong chánh điện. Dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức ni, quý thiện nam tín nữ Phật tử đã thành tâm thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật, trì tụng chú Đại Bi, nguyện cầu quốc thế dân an và thực hiện nghi thức kinh hành niệm Phật. Là một trong những nghi thức quan trọng trong Phật giáo, hành trì kinh hành chỉ việc đi bộ một cách chậm rãi, tỉnh thức và có mục đích. Nghi thức này không chỉ có tác dụng giúp rèn luyện sự tỉnh thức, mà còn giúp điều hòa thân tâm, tăng cường sức khỏe và thể hiện sự tôn kính đối với Tam Bảo. Khóa tu một ngày an lạc giúp Phật tử tạm gác lại những lo âu cuộc sống, quay về với chính mình để tìm lại sự tĩnh lặng và an vui trong tâm hồn. Tu tập chánh niệm giúp người tu giữ tâm trí tỉnh thức, sự an lạc hiện diện trong từng khoảnh khắc, từ đó giảm bớt sự căng thẳng và xáo trộn trong tâm. Bên cạnh đó còn giúp quý Phật tử cải thiện sức khỏe thông qua các bài tập thiền, thở và thư giãn, giúp người tham gia cảm nhận được sự nhẹ nhàng, thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần.